danh mục này, tài khoản này, hệ thống tài khoản này. Đầu tiên là tách cái 632 này, thêm cái 6322, mình sẽ chọn đây là giá vốn thành phẩm. Và tài khoản tổng hợp 6322 là giá vốn thành phẩm nhá. Tài khoản tổng hợp là 632, sau đó nhấn cất. Đó, ngon, chị sẽ tách tài khoản ra để tí nữa chị sẽ đi tính toán giá thành xong ấy. Thì chị sẽ cân đối doanh thu giá vốn của từng cái mảng của bên em ấy. Thì phần mềm sẽ báo là hệ thống không cho phép hạch toán vào tài khoản tổng hợp 632, mà mình sẽ tách ra ấy. Sau này mình sẽ theo dõi theo 6322 và 6321. Và tại sao chị lại ưu tiên là tách 6322 trước? Là vì chị ngắm thấy là doanh thu sản xuất của em ấy nhiều hơn. Khi mà chị đẩy từ 632 sang 632 ấy, thì tất cả đều đưa hết về 632. Thì tí nữa mình sẽ phải vào phần mềm, vào danh mục để sửa lại những cái gì là hàng hóa ấy. Thì mình sẽ đẩy về 6321. Đó, đúng không nào? 6321 ở đây là giá vốn hàng hóa thuộc vào 632, xong rồi em nhấn cất này. Như vậy là chị đang đi vào hai vấn đề là 511, một là thương mại này thì đi về 6321 này, 5112 thì đi về 6322. Sau đó em quay vào danh mục này, vật tư hàng hóa, lấy những cái tính chất vật tư hàng hóa, thành phẩm thì đúng rồi. Thành phẩm thì đó là 6322 rồi. Nhưng mà do lúc nãy chị đổi một phát từ cái 632 sang 6322 ấy, dẫn đến là ở chỗ này em phải thêm cho chị này, thứ nhất nhóm ấy, làm đầy đủ. Tí nữa nó còn liên quan đến chi tiết đấy. Đây, nhóm đã HH này. Đơn vị tính là gì? Chị chọn là 156 này. Tài khoản kho là 156 này. Tài khoản doanh thu em phải xác định được nó là hàng hóa hay là thành phẩm em nhé. Em ghi ở đây nội dung là lắp đặt những cái này là thành phẩm nhá, đúng không? Em không nhớ được sản phẩm thì đành phải xuất khẩu nó ra ấy. Thì có mỗi một cái là kính nhé, kính temper ấy, 10 mm. Như vậy cái kia thì chị nghĩ là đầu vào của em thôi, đúng không? Nếu như bản chất của nó vẫn là vật tư thì thôi, cứ để yên như thế này cả đã nhá, chị không sửa nữa. Chị quay ra mã thành phẩm làm 21 trước, em vào bảng cân đối tài khoản xuất 511 ra để nhìn cho dễ, hoặc là vào bảng báo cáo bán hàng chi tiết ấy cũng được. Danh mục này ở đây là không thấy phần đối tượng tập hợp chi phí ở đây nhá, đúng không? Cũng không thấy phần giá thành ở đây. Thì bây giờ em vào phần hệ thống này, tùy chọn này, chọn này, thương mại dịch vụ là chưa đủ, chọn sản xuất này, chọn xây lắp này, chọn giá thành nhá, chọn hết cho chị. Không, tí nữa mình tích trừ cái nào thì mình sẽ chọn cái đấy, nhưng mà chị cứ chọn luôn đấy. Đấy, nhưng mà của em thì chị đang tính một trong hai phương án này thôi, giản đơn hoặc hệ số thôi, bỏ công trình đi, cũng không tính theo đơn hàng luôn. Đấy, chỉ cần hai cái này đấy chưa, mà không thì mình cứ chọn tắt đi, nhưng mà tí nữa mình không dùng thì thôi, em hiểu không? Chị thì bình thường thì chị vẫn chọn hết luôn đấy. Nói chung là khi mà mình tạo cơ sở dữ liệu là mình phải chọn thương mại dịch vụ sản xuất xây lắp, mình chọn tất. Cái nữa là ở cái mục chung này này, chị sẽ không cho phép em xuất âm đâu. Đầu tiên là khi mà mình sẽ tính cái thành phẩm, chị sẽ cho xuất âm trước, mình sau đó mình sẽ vào cái phần báo cáo xuất kho ấy để mình quay ngược lại, mình nhập cái kho thành phẩm sau. Cái đoạn về vật tư hàng hóa đây này là khi xuất vật tư thì không cho phép xuất quá số lượng tồn kho đây, và nó sẽ có một cái dòng cảnh báo khi xuất quá số lượng tồn tối thiểu. Là mình đang tính giá thành cho từng sản phẩm, thì thành phẩm là gì thì đối tượng tập hợp chi phí của nó ấy. Rồi nhấn thêm đây, do đó em chọn ở đây chị là sản phẩm nhé, rồi chọn các cái thành phẩm lúc nãy phần diễn giải không cần gì hết. Bây giờ em quay vào cho chị cái phần vào kho 155 cho chị xem nào. Vào kho này, tổng hợp tồn kho này. Rồi, chọn là năm 2021, chọn kho 155. Chưa làm phần kho. Bây giờ em quay lại cho chị cái phần báo cáo. Vào cái chỗ tài khoản 5112 cho chị nào. Bấm cho chị một cái mã đi. Ở đây có em có cái sai này là em phải bấm vào kiêm phiếu xuất kho cho chị. Khoan nhá, để chị phân tích này. Thứ nhất là bây giờ chị mà bấm kiêm phiếu xuất kho ấy, không cho em ghi, bởi vì nó không cho xuất quá số lượng tồn kho. Thì bây giờ sẽ có hai hướng xử lý. Hướng thứ nhất là phải vào nghiệp hệ thống lúc nãy, sau đó bắt đầu mới nhập ngược ấy. Hướng thứ hai là em phải nhập kho thành phẩm ấy, sau đó em mới quay ra bỏ ghi ấy, rồi mới bắt đầu mới nhấn vào kiêm phiếu xuất kho ấy, bởi vì nó phải qua 155 và 154 để tính giá thành. Cái trọng điểm của em đang sai là chỗ này thôi. Thì bây giờ em sẽ quay ra em làm hướng nào thì em làm ấy. Một là em sẽ xuất khẩu theo chị thì thôi, khỏi phải làm cái hướng cho phép xuất âm nữa. Khi mà xuất vật tư thì mình không thể xuất âm được ấy, rồi mình lại phải chỉnh lại, đúng không? Thiết lập lại. Vậy bây giờ theo chị thì em sẽ xuất khẩu ấy. Bây giờ em sẽ không vào đây mà em vào cho chị cái báo cáo bán hàng ấy. Em vào báo cáo này, bán hàng. Em vào cho chị cái sổ chi tiết bán hàng. Rồi, chọn cho chị khung thời gian năm 2021 đi. Chọn mã hàng. Rồi bây giờ em lọc tài khoản 5112 chị. Nếu tài khoản chưa có, 5112 chưa có, em nhấn phải chuột sửa mẫu nào. Em lọc cho chị, đây là tài khoản có. Cất cho chị nào. Kéo con chuột sang bên phải.
lọc cái tài khoản 5112 thôi, bởi vì chị đang quan tâm đến thành phẩm ấy chứ chị không quan tâm đến hàng hóa. 5112 đúng rồi, ok. À, bây giờ nhá, vì sao chị lại phải vào phần sổ chi tiết mà chị lại không vào từ bảng cân đối tài khoản? Vì bảng cân đối tài khoản nó sẽ không ra được số lượng, mà mình vào đây rồi mình sẽ xuất khẩu ấy, cái này ra Excel để ngoài màn hình ý, rồi mình mới nhìn. Nhìn thứ nhất là nhìn mã hàng ấy, nhìn thứ hai là nhìn ngày tháng xuất bán. Nếu như ngày tháng ngày hôm nay xuất bán thì ngày hôm đó trước một ngày ấy mình nhập kho thành phẩm đi trước một ngày nhá. Đấy, làm như vậy chị có kho thành phẩm thì mình bán được. Mà trên thực tế nhá, quy trình tính giá thành của mình là mình tập hợp chi phí này, tất cả các loại chi phí, tính được giá thành sản phẩm, xong mới nhập kho thành phẩm, xong bắt đầu mới xuất bán. Nhưng mà trên thuế của mình thì có thể làm ngược lại, đây là mình đang làm ngược ấy, em có thể xuất bán trước cũng được, xong rồi bắt đầu em mới làm nhập kho ấy, thành phẩm, xong em chạy giá thành, rồi tí nữa nó phân giá vốn ấy, nó mới chạy lên. Ok chưa? Rồi bây giờ em quay sang em đóng lại, em vào kho, nhập kho thành phẩm nhá, chọn cái ngày hạch toán, ngày chứng từ trước ngày ấy mình bán ấy, người giao hàng là nhân viên kho, và chọn mã thành phẩm tương ứng. Muốn để nhanh nhất thì tốt nhất là quay lại danh mục đánh chữ TP một cái để em phân biệt, là làm rất là nhanh luôn. Em chọn cái mã TP ở đây, nợ 155 ấy, có 154, điền số lượng tương ứng như chị đây, quay lại cái chỗ thành mã thành phẩm ấy, điền chữ TP đằng trước đi, có ít thành phẩm chứ không nhiều, nhưng ta làm cho thật khoa học ấy mà nhanh đấy, nhìn thế chứ tí nữa làm việc rất nhanh. Mình quay lại nào, có một số cái em đã chọn tính chất rồi ấy, thì em lọc cái phần tính chất này, muốn lọc được toàn bộ kéo cái thanh cuốn xuống dưới thành phẩm này thêm phần trước này, tí nữa có thể bổ sung nhá, mình làm cho đầy đủ luôn, chi tiết cẩn thận. Sau đó thì bây giờ em quay vào kho, nhập kho, chỉ cần cho chị cái ngày là một, cái mã hàng là hai ấy, cái số lượng là ba ấy, in từng đấy thôi em ạ, nó tràn dòng ra. Đúng rồi, in cho chị đúng cái ngày thôi, bỏ bớt đi, bỏ hết khách, cái tên tên khách hàng đi, để lại mã hàng đây, bỏ cái cột mã hàng để lại là được, số lượng là được, đơn giá các kiểu xóa, ngày thì để lại một ngày một bên thôi, một cột thôi, không xóa dòng nhá, dòng thì để cả năm 2022 luôn đấy, trước một ngày nhá. Nhân viên giao hàng thì em đã tạo nhân viên chưa, thì em sẽ chọn một bạn nào đó ấy, ví dụ như một bạn nào đó về kho đi, tí nữa ký vào các cái giấy chứng từ nhập kho xuất kho ấy, ngày toán ngày chứng từ ấy là ngày trước một ngày đó nha. Diễn giả em ghi là nhập kho thành phẩm, sau đó chọn cái mã thành phẩm TP chấm nhá, nhẽ ra em phải có cái chữ chấm đó, em thấy không, đó thì nó sẽ rất dễ. Còn nếu mà em không có chấm ấy thì nó sẽ rất lẫn ở các cái khác, nó cũng rất khó khó để mà nhảy ra những cái ý của em ấy. Hai nhỏ sang thống kê ấy, em cái mã này nó sẽ tự nhảy cho em ấy. Rồi ok, cất tạm nhá, quay lại danh mục đối tượng tập chi phí nào, mã này ví dụ tên thành phẩm như thế nào, tốt nhất em để cho chị ấy mã là như vậy, quay ra bổ sung sửa lại như thế này và nhập kho thành phẩm, bởi vì những cái bước này bắt buộc phải làm, thì không làm được nó là đúng. Thế bây giờ muốn xem được chứng từ nhập kho lúc nãy ấy, thì em vào kho này, nhập xuất kho này, để cho chị cái ngày hạch toán về năm 2021 nào, đang làm 2021 ấy thì để con chuột về năm 2021 này, xong rồi bắt đầu mới chọn thời gian đấy là năm nay này, xong rồi chọn cái nhập kho đấy, dữ liệu này, phiếu nhập kho. Nhưng mà trong này nó sẽ có rất nhiều, có cả nhập kho vật tư rồi nhập kho các kiểu, cho nên đấy, quan trọng là cái loại chứng từ này này là nhập kho thành phẩm sản xuất đây này. Đây, xong rồi mình bấm vào đây ấy để mình sửa, em hiểu chưa? Đấy, bây giờ mình mới sang đây ấy, nó sẽ tự nhảy lên luôn, không cần sửa nữa nhá, nó nhảy lên đúng không, mình chỉ cần sửa mã thôi, nó sẽ tự nhảy lên cho mình nhé, được chưa? Rồi bây giờ cái phần đối tượng tập chi phí là em làm đầy đủ rồi đúng không? Ok, rồi nhập kho thành phẩm. Nhập xong 2021 gọi chị nhá. Ok, em xong rồi, bây giờ em quay ra phần báo cáo. Mở bảng cân đối tài khoản ra nhá. Mở cái tài khoản 5112 ra. Bây giờ em nhấn vào đây. 25 tháng à quên 29 tháng 10 đây này. Nhấn vào đây này, bỏ này. Em bấm bỏ đi sửa ấy, rồi em bấm vào chỗ kiêm phiếu xuất kho nào. Thế thì ở bên chỗ cái phần phiếu xuất nhá, sang phần phiếu xuất rồi sang phần giá vốn để chị báo tiếp. Ok nhá, cái phần giá vốn này ấy, còn số lượng ở đây là ok rồi, bởi vì thực ra nó không báo gì là vì em đã có nhập kho đồng trước đấy ấy, một ngày rồi mà. Ok, thế bây giờ em sửa rồi, em quay ra em sửa cái quy trình cả năm 2022, cả nhập kho thành phẩm ấy, đối tượng tổng chi phí ấy. Xong rồi làm xong rồi hôm sau chị hướng nhận tiếp được không? Ok.